Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cơ thể cứng ngắc, động tác vũ đạo thì rất tinh rất mù. Trình độ nghiệp dư kiểu này tôi không ưng nổi. Số 233, đây là vòng tuyển chọn khu vực, không phải chỗ để cô khoe khoang kỹ thuật. Học thêm vài năm đi rồi trở lại tham gia. Tôi thấy động tác của ấy lưu loát, trình độ cũng có thể gọi là chuyên nghiệp mà. Cô Lâm, tổ giám khảo bỏ tiền mời cô đến đây mà cả vấn đề rõ ràng như vậy cô cũng không nhận ra sao? Cô phải chú tâm quan sát, đừng để cái gọi là chuyên nghiệp của cô che mắt cô. Cô ấy che mắt cô chứ. Có lẽ là tôi chưa tập trung thật. Xin lỗi giám khảo chính. Giám khảo chính, bà già này quyền được thế. Chị coi chừng bị dòm ngó đấy. Vũ đạo của số 233 không tốt được sao? Tôi thấy đẹp mà. Giám khảo chính nó không tốt chắc chắn là chúng ta nhầm rồi. Có lý lắm. Hình như ánh sáng vừa rồi cố ý thu hút sự chú ý của mình. Để mình mở khóa thị lực thử xem. Thành tựu mất 5 điểm giá trị trút giận có mở khóa không? Chỉ số thị lực đây. Tôi đã điều tra được bài giám khảo đó nhận hối lộ, sẽ lại hết tất cả những thí sinh có khả năng vào chung kết. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói tôi luôn có mặt. Sao người đàn ông này tận dụng triệt để mọi thứ thế này? Cô, tôi đã nhận bao nhiêu tiền hối lộ mới dám thao túng kết quả đánh giá thế này? Cô nói cái gì? Tùy tiện bịa đặt, tôi có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý đấy. Giám khảo chính hoảng loạn cái gì, nói đùa thôi mà. Không biết còn tưởng cô nhận hối lộ thật đó. Vừa rồi cô nói vụ đạo của tôi không ổn nên tôi không thể vào vòng trong. Vậy mong cô chỉ điểm cho tôi tỏ tường. Chứ không người có trình độ nghiệp dư như tôi không hiểu ý cô, đương nhiên sẽ tìm tòa nghiên cứu nội tình trong đó. Có nội tình thật à? Tôi cũng thấy số 233 nhỉ đẹp mà, không thể nào bị loại được. Thôi đi, vừa rồi cô còn nói giám khảo chính đó là người trong nghề mà. Trời ơi, số 233 mạnh thật. Dám cương với giám khảo luôn. Cô đã nhảy xong rồi còn chỉ điểm gì nữa? Chương trình quay lại phần biểu diễn vừa rồi của tôi sao? Chi bằng cô trích xuất ra video xem lại đi. Tôi vào nghề bao nhiêu năm nay, chưa gặp yêu cầu thế này bao giờ. Số 233, tôi khuyên cô nên giữ lại thể diện cho mình, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Tôi không giữ được thể diện rồi. Hay giám khảo chính suy nghĩ giữ lại thể diện cho mình đi. Cha cha, đến đây. Video tôi nhờ cô quay đâu rồi? À chứ cô yên tâm, không chỉ phần nhảy mà còn quay cả lời nói hành động của giám khảo chính này nữa đấy. Vốn dĩ chỉ định quay video đến về xem có gì cần sửa, cải thiện thêm kỹ năng vũ đạo, kỹ thuật vũ đạo của tôi. Giám khảo chính đã không muốn đánh giá, vậy tôi đành đăng video này lên mạng để cộng đồng mạng đánh giá xem thế nào. Cô đã có gan làm chuyện đó, chắc cũng có gan trả giá cho hành động của mình. Nhan sắc tuyệt thế này mà lại không qua phòng loại, bùng nổ nội tình cuộc thi đào tạo ngôi sao. Giám khảo chính sao, tôi thấy những hối lộ chắc rồi. Chị gái giỏi thế này mà không được vào vòng sau à, có nội tình chắc luôn. Tôi nhớ giám khảo chính này bị bóc phốt rồi này, phòng loại năm trước những hối lộ bị phóng viên vạch trần. Sao video này hot lên nhanh thế, không thể nào. Nếu là thế thật thì cuộc thi này cũng không có gì đáng xem nữa, toàn là móc nối quan hệ thôi. Alo chị Vương, sao ạ? Đuổi tôi khỏi ban giám khảo không? Đừng mà chị. Xin lỗi chị Vương, chuyện này tôi không suy nghĩ chung toàn. Vâng, tôi nhất định sẽ cho chị câu giải thích. Cuối cùng chịu Dung rời khỏi sân thi đấu, vòng lại dừng lại trước thời hạn. Vì đã hot thế này mà chỉ đuổi một giám khảo chính thôi, chúng ta lại phải tham gia vòng lại lần nữa. Có kết quả như thế là tốt lắm rồi. Trà trà, lần này may nhờ có cậu đó, video hot nên nhanh thế là nhờ tinh đồ đúng không? Này thì cậu đoán nhầm rồi, tinh đồ không có năng lực vậy đâu. Không phải tinh đồ, chẳng lẽ là Tống Tri Hạnh? Lên xe. À chiếc, người nhà đang chờ tôi rồi, tôi đi trước nha, bye bye. Được. Đây là tiện mua trên đường lúc tan ca đấy, cô thích thì lấy mang đi. Rõ ràng là hàng làm riêng cao cấp chuẩn bị trước cả tuần, còn nhờ nhà thiết kế mười mấy thương hiệu thức đêm để làm mà.
đại mà đúng size giày mình, đúng kiểu mình thích. Mau mang đi, đứng cả ngày rồi không mệt sao? Ừ. Gì thế này, chu đáo quá. Biệt thự cổ nhà họ Lâm. Nghe nói ngôi sao nổi tiếng Lê Trang Trang sẽ là khách mời đặc biệt xuất hiện ở đêm chung kết. Có một cư dân mạng bốc mẻ là số 23 từng làm việc ở nhà họ Lê, có lẽ là người quen cũ của khách mời. Mọi người đều đang suy đoán quan hệ của hai người, cũng đang suy đoán chung kết Lê Trang Trang có bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng không. Gà chó ở đâu mà dám lên mạng nói thế này? Chẳng qua ai chuyết lại chỉ là người hầu của nhà họ Lê, xứng có quan hệ với em sao? Người không quan trọng không cần bực bội vì cô ta. Giờ dành đấy nhỏ Lê mới là chuyện quan trọng. Lâu rồi em không cung cấp tin nội bộ của nhỏ Lê cho anh đấy. À Yên, em hiểu mà. Nhưng anh đã gạch mặt hoàn toàn với nhỏ Lê. Nhỏ Lê, em không thể thể hiện rõ ràng quá. Anh không muốn nghe bất cứ lý do nào. Nếu em không làm được thì anh đành tìm người khác. Ai chuyết, đó cũng được lắm. Ánh mắt cô ta rất giống Lê Tinh Nhã. Không biết tính tình có ngây thơ vậy không? Đại học quý tộc Hải Thành. Đó là A Chuyết sao? Đẹp quá. Các cậu xem video của A Chuyết ở vòng loại chưa? Hot lắm đó, không ngờ cậu ấy lại nhảy đẹp thế. Lữ Trà Trà cũng được lắm, vòng loại cậu ấy đi cách quốc đẹp lắm luôn. Thì đã được mọi người chú ý lại cảm giác thế này sao? Bỗng nhiên hiểu tại sao mấy ngôi sao đó phải xả trang rồi mới dám ra đường. Chào các bạn, người nào đó nhanh chóng tiếp nhận hình tượng. Á, à, cậu ấy nhìn qua kìa. Quá vừa rồi, tệ thật chứ, người vừa gà lại vừa to miệng là cậu đấy. Cậu mới gà đấy. Nóng nảy rồi, à gà. Mà không cho nói à? Á, à. Ôi. Cẩn thận. Trời ơi, không ngờ lại là Tần Thú. Hoàng tử Tần đẹp trai quá, tuy là không bằng nam thần Lê Chinh của tôi. Tần Thú, cô không sao chứ? Không phải hoàng tử Tần đã nghỉ học nửa năm đến đi quay phim rồi sao? Sao giờ lại đi học? Tần Thú. Trước khi trùng sinh, người đàn ông này từng điên cuồng bám lấy mình, sau đó bị anh Tư tóm đi dạy dỗ một trận mới chịu thôi. Sau này tình cờ thấy anh ta đi với Lê Trăng Trăng, mình còn lo lắng cho cô ta. Giờ xem ra hai người họ vốn là một bọn rồi. Đừng chạm vào tôi. Đàn em này, tôi không cố tình chạm vào em. Vừa rồi là do tình thế cấp bách. Chỉ vì người ta va vào, tôi không nghĩ là mình cần anh đỡ. Đàn em nói thế làm tôi ngưỡng quá, ha ha ha. Hoàng tử từng giúp cô ta, sao cô ta nói kỳ cục vậy? Đúng là kém văn hóa. A Chuyết nó cũng đúng mà, cô ấy có ngã đâu, đâu có cần người đỡ. Thôi bỏ đi, cứ xem như tôi lo chuyện bao đồng. Đàn anh đi thong thả. Cậu với anh Tần mới gặp lần đầu mà nhỉ? Sao tôi có cảm giác cậu ghét anh ta lắm? Tôi cũng không quá thích anh ta. Tôi với anh ta không phải gặp nhau lần đầu. Lần này Tần Thú tiếp cận mình là cố tình hay là trùng hợp? Buổi trưa trong phòng học. Nhập thành công. Thành công rồi. Thì đã bao nhiêu năm nay Lê Trang Trang luôn phái Tần Thú dùng thủ đoạn dụ dỗ lừa gạt, cưỡng ép để chụp ảnh khỏa thân đối thủ cạnh tranh của cô ta. Hồng Lãi Trừ uy hiếp nâng cao địa vị bản thân trong giới giải trí đúng là bỉ ổi. 10 phút trước, đàn em Chuyết làm phiền em, thật ra tôi luôn có thiện cảm với em có thể đến kho hàng trường học một lúc được không? Tôi muốn gặp mặt bạn tỏ với em. Cũng may mình đã hách được máy tính của Tần Thú trước, biết rõ những hành vi ác độc trước đây của anh ta. Chút nữa có thể tùy cơ ứng biến. Bạn Lê Bắc. Anh Bắc, lại là vận động hoa xàm xí của anh nữa hả? Anh không quen. Các cậu hiểu lầm rồi. Các cậu là bạn A Chuyết đúng không? Mau đi cứu cậu ấy đi. A Chuyết, em ấy bị sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hình như A Chuyết nhận được tin nhắn của anh Tần, nhưng tôi không rõ đó Phương nói gì. Tôi đi vệ sinh về thì không thấy A Chuyết đâu nữa. Bạn trong lớp cũng không biết cậu ấy đã đi đâu. Có lẽ là tôi lo xa, nhưng tôi có cảm thấy kỳ lạ. Anh Tần, cô nói là anh Tần Thú năm 4 mấy, sáng nay chúng tôi có gặp mặt nhau. Cái gì? Tên biến thái Tần Thú vẫn còn dám ra ngoài rấy rối nữ sinh. Lần này tôi phải đánh cho anh ta nhập viện mới thôi. Khoan nè. A Bắc, anh ngăn em làm gì? Còn không ô lên là A Chuyết sẽ gặp nguy hiểm đấy. Em khoan vội. Anh cả tự nhận không được để Lâm Uyên phát hiện A Chuyết chính là Tinh Nhã.
Chuyện này tôi với A Chiến sẽ không nhúng tay vào, nhưng tôi có một đề cử tốt hơn, chắc chắn anh ấy sẽ giúp A Chiến. Gì cơ? Ai thế? Sao tần thú vẫn chưa xuất hiện? Tránh cũng nhanh đấy, lần tới các anh sẽ không để cưng né được nữa đâu. Ha ha, mấy anh vừa mới ra tù đã được cho chơi gái, đúng là một vụ làm ăn béo bở. Đừng vội, chút nữa chúng ta đều có phần, chủ thuê có bảo chỉ cần không chết thì chơi sao cũng được. Ha ha ha. 10 phút sau, chính là chỗ này. Nhanh nhẹn lên. 10 phút trước, A Chiến mất tích rồi. Mỗi cậu ba còn manh mối nào khác không? Diễn viên nam đang nổi tận thú. Sợ ý quá, mình đã cho vệ sĩ canh ở gần cổng trường để bảo vệ cô ấy suốt 24 tiếng chứ. Cô đừng xảy ra chuyện gì nha. A Chiến, tôi tới cứu cô đây. Hả? Sao anh lại đến đây? Ừ, thế giới bên ngoài đáng sợ quá, tôi muốn vào tù lại. Mình nên sớm nghĩ đến chứ, cô không sao là tốt rồi. Ừ, vốn định câu con cá lớn lại bị đám tôm tép này bao vây. Anh đến đúng lúc lắm, đưa đám người này đến sở cảnh sát giúp tôi đi. Đây là... Anh làm gì vậy? E là chuyện này không thích kết thúc dễ dàng vậy đâu. Tháo cái máy mini trên đó xuống đi. Vâng. Cảm giác cứ như bị con chó săn lông vàng liếm. Bên ngoài kho hàng, đừng vội, chút nữa ai cũng có phần, chủ thể bảo là chỉ cần không chết thì chơi sao cũng được. Sếp Tống, máy mini này không những có thể quay phim mà còn có chức năng truyền ảnh hình ảnh đi. Mình nên lường trước chiêu chọc của tên tần thú này không hề đơn giản mới phải. Nếu video này mà được biên tập tung lên mạng thì ai tin là sau đó không xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mình có miệng cũng khó cãi. Hồ ly gian xảo cũng không trốn được con mắt của thợ săn. Có tôi giúp cô, anh ta không tạo ra sóng gió gì đâu. Ừ. A Chuyết, cậu không sao chứ? Không sao, sao hai cậu lại đến đây? Có một cô gái tóc hồng đến giúp tìm chúng tôi giúp đỡ, bảo là cô đang gặp nguy hiểm. Cậu nói Lữ Trà Trà hả? Cậu ba, cậu không cần căng thẳng vậy đâu, tôi không sao thật mà. À, bác thể hiện anh ấy yêu thích A Quyết quá mức rõ ràng rồi, bạn trai trật của người ta còn đang ở đây đấy. Lần này cảm ơn sếp Tống đã ra tay giúp đỡ. Anh ba. Tuy chẳng hiểu sao em cũng không ưa Tống Tri Hành này, nhưng bắt à, anh cứ người yêu người ta thẳng thẳng mặt như vậy không hay lắm đâu. Tôi cứ người của tôi, sao cậu ba phải cảm ơn tôi? Uy nghiêm anh trai với khí thế chính cung. Có phải mình đang gặp cảnh tình tay ba kinh khủng khiếp không nhỉ? Nếu họ đánh nhau thì mình có cần qua giúp không nhỉ? Kẻ ngốc duy nhất không biết thân phận của Lê Tinh Nhã. Anh được có kích thích anh ấy nữa mà. Tôi biết rồi, ai bảo anh ấy là anh vợ của tôi chứ. Giữa ban ngày ban mặt mà làm cái trò gì đó hả? Nhịn đi, tuy anh cũng muốn đấm anh ta lắm rồi. Đồ phế vật, từng có người mà, từng đó người mà không xử nổi một con rách. Cậu lại còn dám nói khoác là trong 10 ngày sẽ biến cô ta thành đồ chơi trong tay cậu. Đàn chị, tôi cũng chỉ sơ suất nhất thời, không ngờ con nhã A Chuyết đó lại có quan hệ với Tống Tri Hạnh. Tôi giúp chị giải quyết những mối thủ cạnh tranh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chị còn không biết bản lĩnh lừa phụ nữ của tôi sao? Người phụ nữ mà tôi không có được trên đời này chỉ có mình đàn chị thôi. Dám mơ tưởng đến tôi, cậu cũng xứng. À! Nhớ kỹ, lần sau còn làm không tốt nữa thì không chỉ phạt đạp tay đơn giản thế này đâu nhé. Chị tin tôi đi, tôi nhất định sẽ làm A Chiết đó thân bại danh liệt, cả đời không thể trở mình. Dưới sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng, chuyện giám khảo chính cuộc thi đào tạo ngôi sao Triệu Dung nhận hối lộ kết thúc bằng việc Triệu Dung rút khỏi cuộc thi, A Chiết thuận lợi vào vòng sau. A Chiết và những thí sinh vào vòng sau khác cùng đến nơi huấn luyện kín do ekip chương trình chuẩn bị.
Nơi huấn luyện đẹp ghê, nghe nói chúng ta sẽ ở đây một tháng đấy. À Chuyết, chúng ta qua bên kia xem thử đi. Được. May là thời gian thi đào tạo ngôi sao đúng vào dịp nghỉ hè, chứ không lẽ phải xin nghỉ làm lỡ giữa việc học. Mấy cô nhìn kia, đó chẳng phải là Lê Trăng Trăng sao? Rõ ràng ekip chương trình báo tờ chung kết của ấy mới xuất hiện mà, sao mấy ngày đầu mà đã đến rồi? Sao cô ta lại đến đây? Chắc là đến thăm hỏi đạo diễn thôi. Người thật còn đẹp hơn trên truyền hình gấp 10 lần, chả trách người ta có thể làm ngôi sao nữ hàng đầu. Nhẹ đâu, Tận Thú là MC lần này đấy, cô không cảm thấy họ đứng chung rất xứng sao? Đàn em hai, xin lỗi, đó đàn lần trước đã hẹn em, nhưng cuối cùng công ty lại thông báo bảo tôi tham gia một buổi diễn thương hiệu, tình huống khẩn cấp nên tôi cũng quên nói em biết. Xin lỗi nha. Thế này nhé đàn em, vì để bày tỏ lời xin lỗi, tối nay em đến phòng tôi có cách giúp em được vào chung kết. Được. Tên này định lại định sở trò gì đây? Quyết định thế nhé, tôi chờ em. Nhưng như thế vừa khéo mình lại có cơ hội giải quyết Tần Thú. Để tôi nghe xem rốt cuộc các người muốn làm gì. Mở khóa tính lực gần 10 điểm giá trị trút giận, có mở khóa hay không? Chắc chứ. Cô ta còn tưởng tối nay sẽ đến phòng tôi, đã chuẩn bị camera rồi. Chỉ cần ngày mai tung video lên mạng, chuyện cô ta bán thân để nổi tiếng sẽ có bằng chứng ngay. Vậy nếu cô ta không vào phòng cậu thì sao? Cộng đồng mạng đòi xem chứng cứ hai người ngủ chung, còn đào đâu ra, vậy chẳng phải sẽ lộ hết sao? Đàn chị thông minh thế. Sao lại không nghĩ ra nhỉ? Mấu chốt còn nằm ở chỗ chúng tôi làm gì ở trong phòng. Mà là cô ta chủ động đến phòng tôi. Người bình thường vì muốn nổi tiếng có thể liều đến mức nào, mời theo dõi cảnh sau. Dù sao thì xã hội này cũng ít bao dung phụ nữ, chỉ một cái miệng cũng đủ để cô ta. Showbiz thật bẩn thỉu, một video sẽ cho bạn thấy rõ. Để được đi tiếp và gõ cửa phòng giám khảo, chủ động cởi đồ bò lên giường. Không thể ngồi đầu lên lại. Mà cư dân mạng cũng đâu hề để ý sự thật thế nào, họ chỉ tin những gì họ muốn tin. Sự thật không biết thẹn, thành thạo kiểu này chắc chắn là bạn thân từ lâu rồi. Vì muốn nổi tiếng mà gì cũng dám làm sao, ghê tởm. Còn khốn không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, dơ bẩn. Nếu thật sự không được nữa thì cùng lắm chút thuốc cô ta thôi. Chỉ cần lấy được video cô ta vào phòng tôi thì có phải cô ta dụ dỗ tôi không? Điều này do tôi quyết định. Để hủy hại cô ta cậu cũng bất chấp nhỉ? Đàn ông như tôi mà xảy ra chuyện thế này cùng lắm mất 2-3 thương vụ. Nhưng cô ta thì chưa chắc. Không hổ là một con chó ngoan của Lê Trăng Trăng. Tiếc là hai người đã chọn nhầm người rồi. Chó cắn tôi, không những tôi phải cắn trả mà còn phải cắn cho nó chết mất thôi. Buổi tối, ai cũng nói showbiz hỗn loạn, chắc không có quy tắc ngầm gì đâu nhỉ? Sao có thể chứ, ekip chương trình giám sát suốt 24 giờ mà, ai dám to gan chứ? Gọi điện cho phó đạo diễn ngay, nói chương trình có người tiến hành giao dịch bẩn, tôi đang gọi. Trời ơi, to gan thật sự, hình như sự việc không đúng lắm. Tần Thú, anh đi rồi à? Ơi, mau gọi cho đạo diễn đi. Được, được. 10 phút sau. Mau lên, mau kéo chị Lê đó. Không được đâu, đâu đạo diễn. Tần Thú như điên rồi ấy, kéo đến nào cũng không được. Vậy cũng phải kéo tiếp chứ, nhất định phải bảo vệ chị Lê. Chuyện gì thế này, nghe nói anh Tần nói điên xông vào phòng chị Lê. Người cũng như tên, đúng là một tên cầm thú. Cũng trong lúc này ở phòng A Chuyết. Thuật thôi miên thần kỳ. Xong xuôi, tiếp theo chỉ cần chờ thời cơ, tung video Tần Thú quấy rối Lê Trăng Trăng lên mạng là được. Lê Trăng Trăng, Tần Thú, các người không ngờ sẽ tự ra vào bẫy của mình đúng không? Nửa tiếng trước, thuật thơ miên thần kỳ, anh đã chủ động mời tôi, vậy đúng lúc tôi sẽ thử năng lực tôi vừa mới mở khóa. Bên ngoài phòng Tần Thú, sao lại không vào? Nói tôi biết. Anh muốn làm nhất là chuyện gì? Mở khóa năng lực thôi miên, chiếm lấy nữ thần của tôi, Trăng Trăng, Lê Trăng Trăng.
Vậy anh còn đợi gì nữa? Giờ hãy đi tìm cô ta đi. Hiện tại trên hành lang, chị Lê được cứu ra rồi. Trời ơi, tận thú kinh khủng quá. Chị Lê, chị không sao chứ? Lê Trăng Trăng, phần quà đáp lễ này cô có hài lòng không? Alo, Tống Tri Hành. Kiểm tra báo cáo hết chuyện xảy ra hôm nay cho tôi, không được bỏ sót chuyện nào. Tập huấn ghi hình chụp ảnh tuyên truyền, lúc chụp ngoại cảnh đã chiếm được, đã đếm được 366 con kiến. Không phải cấp trên, cấp dưới cũng không phải người yêu, tại sao tôi phải báo cáo với anh chứ? Ăn miếng trả miếng, nằm cho anh chó dữ phải quay lại cắn ngược chủ nó. Nhưng hôm nay đang tâm trạng tốt, nói cho anh biết cũng không sao. Tại sao không bảo tôi xử lý chuyện của Tần Thú? Trong lúc tôi quay show anh không được làm gì sau lưng tôi, nhớ chưa? Làm ơn đi, nếu anh xử lý thì tôi cũng có tự nhờ thực. Thì dù tôi có tự nhờ thực được chiến thắng, thì cái mác nhờ tư bản cũng sẽ theo tôi suốt đời. Đúng rồi, thời gian này tôi sẽ không để dỗ bé Cưng ngủ. Anh nhớ nói với bé Cưng giúp tôi nha. Chờ tôi thi xong, tôi sẽ mang quà về cho bé. Cô thích lưu luyến bé thế sao? Thích bé lắm hả? Bé rất dễ thương mà tắm rửa hơi khó khăn. Nhớ dặn bé là mong cho kỹ, không là bệnh đó. Đỡ nhục muốn quên đi. Tiểu Bạch, đi điều tra xem những ngôi sao nào, nữ nào từng bị tần thú hãm hại, mua lại hết công ty họ trực thuộc. Sếp tổng, không phải cô Chuyết đã bảo anh dừng nhúng tay vào sao? Số chứng cứ này quá rõ ràng, nếu để lộ ra sẽ phá hủy cuộc sống của mấy cô gái này, không đến bước bất đắc dĩ thì mình sẽ không dùng nó. Tôi biết, nhưng cô ấy quá lương thiện. Những cô gái bị hại đó, cho họ lựa chọn công khai hoặc im lặng. Nếu chịu đứng ra làm chứng thì họ sẽ không bị dư luận chèn ép, mà sau đó còn có cơ hội ra nước ngoài đào tạo và một số tiền bồi thường lớn. Sếp tổng, sáng suốt. A Chuyết không biết đôi khi cách làm bạo lực không chỉ có thể giải quyết vấn đề mà còn có thể trút giận. Lần này tôi sẽ giúp cô ấy trút giận. Hôm sau, video mạng đăng trên mạng đăng tải video tận thú quấy rối Lê Trân Trăng, cộng đồng mạng đều chạy đến trang chủ của cuộc thi đào tạo ngôi sao để hỏi về tính xác thực của video, lại không nhận được câu trả lời. Sóng gió này chưa yên thì một sao nữ kép bỗng nhiên tổ chức họp báo tố cáo hành vi ác liệt tận thú dùng hình ảnh riêng tư cưỡng ép hù dọa cô ấy khiến dân tình xôn xao. Trời ơi, tận thú đúng là mặt người giả thú, lại dám dùng thủ đoạn đê tiện thế này, biến thái quá. Tiếp theo sau đó lần lượt hơn 10 ngôi sao nữ lên tiếng tố cáo bị tận thú uy hiếp bằng thủ đoạn tương tự. Trong lúc nhất thời, tận thú bị tiếng xấu đeo bám, không những bị ekip chương trình đá con show cuộc thi đào tạo ngôi sao mà còn phải đối mặt với sự truy bắt của cơ quan pháp luật. Lệ Trăng Trăng, thả tôi ra. Tiếp tục xử cậu lại sớm muộn cũng có ngày tôi bị liên lụy. Lần trước Uyên còn than oán cơ thể thí nghiệm của anh ấy chết nhanh quá, cậu yêu tôi như vậy. Cậu sẽ hiểu cho tôi mà đúng không? Phòng thí nghiệm nào đó ở nước em. Uyên, anh đến đó không cho phép em tùy tiện vào phòng thí nghiệm của anh mà. Em mang cơ thể thí nghiệm đến cho anh. Em bớt lo bắt mấy tên lang thang này đi. Thời gian anh không ở trong nước, bố anh em nhà họ Lê có động tĩnh gì đâu. Uyên, lâu lắm rồi em không được hẹn hò riêng với anh đó. Anh có thể đừng cứ gặp mặt bàn công chuyện được không? Trăng Trăng, anh không cần một người yêu chỉ biết làm nũng, yếu đuối vô năng. Chỉ có người mạnh mới xứng đáng được đứng bên cạnh anh. Không phải em không hiểu đạo lý này đấy chứ. Em hiểu Uyên, em sẽ trở thành người phụ nữ xứng đáng với anh. Tuy không thăm dò được tin tức của bốn anh em đó, nhưng hình như họ rất nể tâm đến A Chuyết kia. Nếu ra tay từ người phụ nữ này, chắc chắn sẽ có được tình báo đáng giá. Em đã nghĩ cách để đối phó cô ta, cho em thêm chút thời gian nữa đi. Thế mà ngoan, vậy thì em nên chứng minh sớm cho anh xem. Tính tình của Uyên càng lúc càng thất thường, sợ cả dỗ dành mình mà cũng không chịu làm. Do hành vi ghê tởm của tận thú bị bại lộ nên ekip chương trình tạm dừng. Ngày kia chính thức bắt đầu ghi hình 120 thí sinh đã qua vòng loại. Huấn luyện viên vũ đạo Mã Vân, huấn luyện viên vũ đạo Đỗ Hoạt. Chào mừng mọi người đến với cuộc thi đào tạo ngôi sao. Tổng đạo diễn nhà sản xuất Lưu Cường Tây. Nghệ sĩ âm nhạc có nhiều năm kinh nghiệm.
Chúng ta dựa theo điểm số từ cao đến thấp của các bạn trong vòng loại để chia thành 6 cấp bậc từ A đến F, 20 người nói bậc cấp 20 người mỗi cấp bậc, rồi sau đó chia thành 2 nhóm. Các bạn đã nghe rõ nhóm của mình chưa? Tiếp theo chính là phần chính của chúng ta. Các nhóm tối đầu. Mỗi cấp bậc sẽ ngẫu nhiên nhận được một ca khúc. Sau khi luyện tập 2 tuần thì hai nhóm cùng cấp sẽ đối đầu với nhau trên sân khấu. Sau khi đấu xong thì kết quả sẽ do khán giả trong trường quay đánh giá và bầu chọn. Nhóm chiến thắng sẽ vào vòng sau và mỗi người còn sẽ được nhận phiếu phúc lợi nếu đạt 50.000 phiếu. Tất cả thành viên nhóm thất bại sẽ vào khu chờ, cuối cùng sẽ được dựa trên số phiếu bầu chọn trên mạng để loại 40 người có số phiếu thấp nhất. Vòng công diễn chính thức đầu tiên mà lại 1/3 số người luôn kìa, kinh khủng quá. Mau nhìn kìa, có ca khúc của cấp A rồi. Tỳ bà, cấp A, Thiên Chương Thảo, đàn tỳ bà. Cấp B, Đinh Đinh Đang Đang, nhạc bóp. Cấp C, Đứa Trẻ Dũng Cảm Cô Đơn, đơn côi, nhạc bóp. Cấp D, Pu Nép EP, nhạc bóp. Cấp E, Bên Kia Bờ, nhạc bóp. Cấp F, Ảo Ảnh, nhạc bóp. Nhóm chúng ta có ai đành đàn tỳ bà không? Tôi có học nhưng bài này đẳng cấp cao lắm. Còn phải tự nghĩ cách biên đạo mới vào đã gặp khó khăn cực hạn kiểu này. Dừng cả kết hợp với dance pop kết hợp được không nhỉ? Chủ đề này không hề khó khăn với nhóm ai chúng tôi. Huyên Huyên với Tiểu Hâm nhóm chúng tôi học dân ca, học nhạc dân gian 7-8 năm, rảnh nhất là chơi tỳ bà đấy. Cá nhân tôi cũng luôn thưởng kết hợp dân gian với dance pop tuyệt đó không thành vấn đề. A1 Tần Phỉ, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Tần Phỉ. Tần Phỉ này từng đảm nhiệm vũ đạo trong nhóm thiếu nữ lấp lánh Glitter Girl. Sau khi nhóm họ tan đã, cô ấy đã tham gia không ít show tuyển chọn ngôi sao, người có kinh nghiệm đấy. Nhưng cô ấy quá thật, rất hot và có thực lực. A Chuyết xem ra lần này chúng ta khó thắng rồi. Dù sao cũng là làm nền, chúng ta cứ làm thoải mái đi. Lần này tiêu rồi, lần đầu đối đầu thì đã bị loại rồi. Cậu xem, còn chưa đối đầu mà họ đã chịu thua rồi kìa. Huấn luyện viên nói trong phòng tập 10 phút, sao mấy người còn chưa đi tập luyện? A2 Lý Hoa, có liên quan gì sao, dù sao cũng thắng không nổi mà, đúng đó, mất công luyện tập làm gì? Còn chưa tin mà các cô đã tự thấy mình thua rồi sao? Vất vả qua vòng lại đến cuối cùng lại trở thành hòn đá dưới chân người khác, các cô cảm thấy cam tâm không? Không cam tâm thì có thể làm gì cơ chứ, chúng ta không thắng nổi là sự thật mà. Trong nhóm A1 có mấy người rõ ràng tỳ bà, nhóm chúng ta chỉ có một mình tôi, bài hát thì có như thế sao mà thi chứ. Hơn nữa nhóm họ Tàn là nhân tài tàn năng. Tần Phỉ đã có kinh nghiệm phong phú, vốn dĩ là không thắng nổi. Trên đời không có chuyện gì không thể, trừ khi chúng ta tự mình bỏ cuộc. Nói nghe nhẹ nhàng ghê, cô có biết thí sinh không có thiên phú thì phải nỗ lực cỡ nào mới thông thạo được tỳ bà không? Mấy người ngoài ngành như cô bớt chỉ trỏ đi, có bản lĩnh thì tự học đi. Tôi học được, vậy cô có dám cá với tôi không? 3 ngày, nếu tôi có thể dùng đầy tỳ bà thắng cô, thì các cô phải nghiêm túc tập luyện chuẩn bị thi đấu. Cá thì cá, nếu cô thắng tôi thì bảo tôi tập luyện thế nào tôi cũng nghe cô. Vậy cứ quyết định vậy đi, 3 ngày nữa gặp ở phòng tập. Lương Hiểu, A Chiếu có vẻ tự tin đấy, chẳng lẽ cô ấy giấu tài là một cao thủ tỳ bà thật sao? Sao cô ta không chịu nói sớm, nhóm chúng ta có 2 cao thủ tỳ bà, không chừng. Đúng rồi, cầm đàn thế này đúng không? Đây là đàn tỳ bà, không phải đàn guitar, dựng lên mà đàn cho tôi. Rốt cuộc tôi đang chờ đợi gì vậy, lần này hết hy vọng chắc rồi. 3 ngày sau. Sao A Chiếu này vẫn chưa đến nhỉ, không phải làm trận bỏ trốn đấy chứ? Khó, Hiểu Hiểu, chút nữa cô đừng nương tay, cứ cho mọi người thấy dáng vẻ xấu hổ của cô ta đi. Yên tâm, cho dù tôi có nương tay, cô ta cũng thắng không nổi đâu, dù cố gắng thế nào thì người ngoài ngành vẫn là người ngoài ngành. Sống như dù tôi cố gắng thế nào, cũng không thể thắng được thiên tài. Tôi thấy chưa chắc nhé. Nếu tôi là các cô, tôi sẽ không tùy tiện phán đoán thắng thua trước cuộc thi như vậy. Cô nghĩ mình là ai? Đến lúc này rồi mà còn đắc ý. Cũng được, dù sao tôi cũng thắng rồi. Sau này cô ấy sẽ câm miệng lại thôi, đừng cãi nhau nữa. A Chiếc, chúng ta bắt đầu luôn đi, tôi trước. Để tôi lên trước. Có vẻ là cô sợ rồi.
Cô thấy nếu tôi đàn trước hay ho đi trước thì cô sẽ càng mất mặt hơn đúng không? Không, tôi chỉ không muốn để cô lãng phí thời gian thôi. Hiểu hiểu, trông cô ta cũng ra dáng đấy, không phải nói thảo này tì bà chỉ trong 3 ngày đấy chứ. Sao có thể chứ, tôi không tin cô ta có thể. Đây là... Sao nhỉ Huyền? Đây là kỹ thuật phải qua cấp 8 mới có thể học, vậy mà cô ta lại có thể đàn nhuần nhuyễn như vậy. Đây là học trong 3 ngày đó sao? Quả thật là một khúc nhạc không còn gì để soi mói. Độ khó của khúc nhạc tôi vừa đàn còn cao hơn khúc nhạc của chúng ta phải battle. Giờ chúng ta đi tập luyện được chưa? Cô là thần của tôi. Cô đàn cực chuẩn, cô học ai thế, chỉ học trong 3 ngày thật sao? Hay thật sự tôi muốn nhận cô làm thầy? 3 ngày mà đàn hay vì sao? Cô đúng là thiên tài đó. Có A Chiết rồi, đột nhiên tôi cảm thấy chúng ta không phải không còn hy vọng lắm. A Chiết, cô biết đàn tì bà, chắc cũng biết biên đạo nhảy chứ. Nếu các cô tin tôi thì tôi có thể thử học xem. A Chiết, cô đàn đàn tì bà như thế chắc cũng biết biên đạo nhỉ? Nếu các cô tin thì tôi sẽ học thử xem. May mà mình đã kéo đầy thanh kỹ năng, nhanh chóng thành tài trước, còn tìm anh hai nhờ lấy giúp nhạc phổ tì bà mà anh ấy sưu tập, chứ không mình thực sự không dám khoe khoang. Alo, anh hai, có thể nhờ người đưa nhạc phổ tì đàn tì bà anh sưu tập đến đây không ạ? Vâng, đúng rồi, lờ luôn ạ. Oh yeah! Qua việc này, nhóm A2 đã nhất trí chọn A Chuyết làm nhóm trưởng, phụ trách biên đạo dựng bài. Cô gãy đàn chỗ này sai rồi, tôi làm mẫu lại lần nữa. Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, mọi người đều đã nhanh chóng vào trạng thái. Phần điệp khúc thì Lương Hiểu và Trà Trà tiến lên múa trước, thay đổi vị trí nhanh một chút. Được rồi, hôm nay tập luyện đến đây thôi, mọi người phải nghỉ ngơi sớm đi. Đây thực sự là biên đạo giỏi nhất chưa từng gặp. A Chiết cô đúng là một thiên tài, là kho báu. Đâu có khoa trường thế. Thiên tài sao? Các cô còn chưa thấy cô ấy chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày vì cuộc thi này. Xem liên tục mấy trăm video biên đạo mới có thể từ từ ban đầu. Đến cả thay đổi vị trí nhảy cũng không hiểu rõ đến biên tập vũ đạo thành công như bây giờ. Thiên tài trong miệng các cô có lẽ phải nỗ lực nhiều đến nỗi các cô không ngờ tới đâu. Đi thôi, về ký túc xá nghỉ ngơi nào. Ký túc xá AI A1. Chào mọi người, tôi là Tần Phỉ, rất vui được gặp các bạn. Giờ rất nhiều người hâm mộ trên Weibo đã bắt đầu gọi tôi là thịt hâm lại. Tôi chỉ muốn nói thịt hâm lại thì có gì sai chứ, nó vẫn thơm ngon mà. Mong muốn ban đầu thì cô lần nữa tham gia show tuyển chọn này là gì? Cô nghĩ mình sẽ đặt thứ hạng bao nhiêu? Thay vì nói tôi để tâm thứ hạng cuộc thi, chi bằng tới tôi để tâm chuyện hưởng thụ sân khấu thì hơn. Tôi rất yêu sân khấu, tôi càng mong muốn trong cuộc thi lần này có thể quen biết những người bạn cùng chung sở thích, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau được nhiều người biết đến hơn trên sân khấu. Yêu thích sân khấu, nói đến sức giúp đỡ bản thân mình cũng tin luôn. Lửa nhỏ phải nắm giữ, lửa lớn còn phải liều mạng. Tự mình không nghĩ được cách làm người hâm mộ nhớ, công ty định sắp xếp cho các cô nghỉ thôi. Nếu không liên tục tham gia thi, duy trì độ nhận diện thì tài nguyên sau này có thể chủ động tìm đến mình. Ai đấy? Hả? Chắc cô sẽ cần, không cần cảm ơn. Hôm tập dượt chương trình. Hiểu hiểu, tôi hồi hộp quá, tôi muốn đi vệ sinh. Hồi cô hồi hộp cái gì? Tự tin lên, phần biên đạo của chúng ta đều là vô địch mà. A Chiết, cậu xem Lương Hiểu từng uể oải trước kia giờ lại vô cùng tự tin. Sao phần biểu diễn của nhóm một trông quen thế? Tôi nhớ họ có tổng cộng 4 người biết đàn tì bà, sao tập giật chỉ có 2 người? Mà bước nhảy của họ cũng rất giống chúng ta. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ là sao chép? Tôi đi tìm giám khảo. Phần biên đạo của hai nhóm thật sự rất giống nhau. Nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh bên nào là copy bên nào. Sao lại như thế? Thật ra suy cho cùng thì Tần Phỉ có kinh nghiệm sân khấu phong phú, có khả năng biên đạo một điệu nhảy xuất sắc thế này hơn. Tôi thấy chắc chắn là nhóm A2 copy rồi. Tuy không biết là thiên thần nào đã đưa thể nhớ đến chỗ mình, nhưng tôi rất cảm ơn người đó đấy. Nếu không phải đã xem trước phần biên đạo của nhóm A2 thì mình cũng không biết đối thủ lại mạnh như thế. Giờ chỉ còn 1 tuần đó là biểu diễn chính thức.
Thế này đi, hai với các bạn sẽ xử lý theo cách đặc biệt thay đổi quy tắc cạnh tranh. Trực tiếp quyết định bác thắng thua bằng hai phần biên đạo giống nhau. Nhưng... cứ quyết định vậy đi. Làm sao mới thắng được nhóm A1 đây? Là tôi đây. Gầy đi rồi. Cô đánh thật hả? Chứ không thì sao? Anh muốn ông tôi đến bao giờ? Đêm hôm anh trà trộn vào ekip chương trình để làm gì hả? Đương nhiên là muốn cho cô bất ngờ. Sẽ không có ai đến làm phiền. Tôi chỉ cảm thấy đêm nay cô sẽ muốn thư giãn. Được. Tóc che khuất. Làm gì vậy hả? Né cái gì? Trước đó lúc cô chủ động hôn tôi sao không thấy cô né hả? Thật sự muốn mướn thêm vài sát thủ giáo và truy sát cô rươi. Lần đó là ngoại lệ. Vậy lần đầu tiên thì sao? Lần ở khách sạn đó. Vậy lần đầu thì sao? Lần ở quán bar đó. Nói nghiêm túc thì lần đó không tính. Vậy đến nào mới tính hả? Lúc tỉnh táo mới tính sao? Ánh đèn mờ tối và cả không khí mập mờ. Đầu óc tỉnh táo nói mình biết đây là tín hiệu nguy hiểm. Nhưng cơ thể này không tự chủ đến gần. Sợ tôi đói hết nổi. Đến nỗi có thể ăn hết một con bò đấy. Tôi cũng vậy, tập vũ đạo đến nỗi mờ mắt luôn rồi. A Chí, chúng tôi mang đồ ăn đến cho cậu này. Khoan đã. Cúp điện à? Mới đó mà sửa xong rồi à? A Chí, sao mặt cậu đỏ vậy? Chắc cậu về rồi à? Chắc tại trời nóng quá đó. Ha ha ha. Lúc này căn hộ nào đó ở tòa nhà đối diện. Mẹ ơi, trên đời có Batman thật kìa. Còn có tận hai người. Chớp mắt đã đến hôm thi đấu. Hoan hô, hoan hô. Phần quyết đấu giữa nhóm A1 và nhóm A2 chính thức bắt đầu. À, chị Phỉ đẹp quá. Tiểu Phỉ, chị phải đi trên con đường đầy hoa. Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ. Chị Phỉ, em máu ủng hộ chị. Chúng tôi đã biểu diễn xong rồi ạ. Mời các vị giám khảo đánh giá ạ. Nói thật thì phần biểu diễn của nhóm A1 nằm ngoài dự đoán của tôi đấy. Chủ đề của các bạn là khó nhất trong 6 nhóm mà lại có thể mang đến thành quả rúng động lòng người như thế. Đúng thế, Tần Phỉ đúng là có tài năng biên đạo, đã có thể kết hợp dance pop và nhạc dân ca tốt thế này. Qua đánh giá, điểm số cuối cùng của chúng tôi là 9.2 điểm. Trích đoạn nhỏ. Mình đã hy sinh quá nhiều với cái gia đình này. Cảm ơn các vị ban giám khảo. Thực lực tổng thể của nhóm A2 công bằng nhóm A1 lần này thắng chắc rồi. Tiếp theo xin mời thưởng thức phần trình diễn của nhóm A2. Trong trailer thì nhóm A2 chỉ toàn người mới với mấy người club. Đấu với nhóm chị Phỉ, chị Phỉ sẽ trực tiếp nghiền nát họ thôi. Tôi hơi đồng cảm với nhóm A2 rồi đấy. Ai bảo năng lực, tính chuyên nghiệp của chị Phỉ chúng ta mạnh quá chi. Mau nhìn kìa, nhóm A2 ra sân khấu rồi. Là áo sát của tôi đúng không? Sao động tác của nhóm A2 giống hệt nhóm chị Phỉ vậy? Cả vị trí cũng đứng cũng giống nữa, cũng có hai người đàn tì bà. Dù sao ca khúc biểu diễn của hai nhóm giống nhau mà, có giống cũng có thể hiểu, nhưng người giỏi đi trước thì họ sẽ không thể thể hiện được gì xuất sắc đâu. Nhóm A2 lại bỏ đoạn nhạc đã định lúc trước, biên soạn lại bản gốc, mạo hiểm quá. Nhóm A1, đây là biên đoạn giống nhau thực sao? Sao cảm giác phần trình diễn của nhóm A2 hoàn toàn khác vậy, thậm chí còn mới mẻ hơn. Phần biên soạn nhạc của nhóm A2 hoành tráng quá, động tác cũng khí phách lưu loát.
Nếu phần biểu diễn của nhóm A1 là vai cô gái yếu ớt, đuối bị thương, thê lương đa sầu, thì nhóm A2 lại là khí thế oai hùng hiên ngang nữ tướng quân, nữ nhi công thua đấng mày râu. Trận quyết đấu này ai thắng ai thua đã quá rõ rồi. Nhóm A2! Phần biểu diễn của nhóm A1 và nhóm A2 đều rất xuất sắc. Qua đánh giá thì đội chiến thắng cuối cùng là... Nhóm A2, chúc mừng các bạn đã vào vòng sau với điểm số 9.5. Cảm ơn. Ôi, chúng ta thắng rồi, ha ha ha. A Chiết, đây là chiến thắng cô giành được trong lần đầu làm đội trưởng, cô có muốn nói gì ở đây không? Tôi hy vọng bản thân mình có thể một ngày một mạnh hơn khi đứng trên sân khấu này. Không để ý đối thủ, chỉ cần vượt qua bản thân sao? Thật sự là thiên phú và tự tin khiến người ta ganh tị. Trước đây không nhận ra cô cũng có thực lực đấy, tôi thua tâm phục khẩu phục rồi. Điều tra đi. Xem ra đối thủ của cô không chỉ có mình tôi đâu. Hôm sau, vòng 1 đã chính thức kết thúc. Chào mừng các bạn đến với vòng 2 của cuộc thi đào tạo ngôi sao. Từ khóa cho chủ đề thi lần này là ban nhạc, các thí sinh dự thi cần kết hợp nhạc cụ để thi đấu. Đáng chú ý là nhạc cụ các bạn sử dụng phải rút thăm ngẫu nhiên để quyết định. Không ngờ lại rút được guitar. Tôi rút được không? Của tôi là piano, tuyệt quá, là thế mạnh của tôi. Ngoài ra, qua số phiếu bình chọn trên mạng, cư dân mạng đã chọn ra người bạn muốn làm đội trưởng nhất. 10 người xếp hạng đầu sẽ tự động thành một đội trưởng. Mời các bạn nhìn về phía màn hình lớn. Bảng xếp hạng đầu hot. A Chuyết 20 tuổi, thí sinh tài năng mới xuất hiện, rất có phong thái nữ hoàng. Tần Phỉ 25 tuổi, thí sinh hot, một người tài năng, giang hồ gọi là chị Phỉ. Bạch Niên Niên 22 tuổi, hoa khôi thanh thuần, xinh đẹp ngọt ngào, lo lay dưới ánh đèn sân khấu. Giờ các đội trưởng sẽ chọn ra 7 thành viên còn lại cho mình, 10 ngày sau sẽ bước vào vòng 2. Chỉ có 4 nhóm đứng đầu mới có thể thuận lợi vào vòng sau. Mỗi người trong đội chiến thắng có thể nhận được 50.000 phiếu phúc lợi thêm, tính gộp cho vòng chung kết. Thành viên 6 nhóm còn lại sẽ vào khu vực chờ xác định. Đã nghe rõ quy định chưa? Giờ mời các đội trưởng bắt đầu chọn đội viên cho mình. Ban nhạc, tình huống thế này thì trong đội mình có càng nhiều thí sinh có vocal và kiểu toàn năng thì phần thắng sẽ càng cao. Lương Phẩm Như, tôi đã dựng riêng một nhóm biểu diễn vì cô. Nếu cô đến đội tôi chắc chắn có thể phát huy hết ưu thế của cô. Cô có muốn cùng tôi tạo ra một phần trình diễn khó quên không? Được. Mới đó mà Tần Phỉ đã kiếm một vocal khác. Cô kiếm một vocal rồi. Chúng ta cũng không thể tụt lại sao? Đội trưởng bé nhỏ đang tuyển người. Chị em ơi, vào nhóm tôi nha. Được đó, ha ha. Có bác à, vậy là linh hồn của ban nhạc rồi. Xin lỗi nhé, tôi định hướng vocal. Tôi đã hứa vào đội người khác trước rồi chị em ơi. Vậy các cô còn thiếu vocal không? Ôi, nhóm chúng tôi nhiều vocal quá rồi. Thiếu bác, cô biết bác không? Thế à? Tôi là vocal, có thể vào nhóm các cô không? Vocal, cô rút được nhạc cụ gì? Nhạc cụ này, bỏ đi, chúng ta không phù hợp đâu. Mễ Lạc, cô tìm được đội chưa? Tôi... Kèn Suana, phải kết hợp vũ đạo với nhạc cụ dân gian, này đúng là khó cực, chả trách mấy đội khác không chịu chọn cô ấy. Mễ Lạc, cô muốn vào đội chúng tôi không? Thật sao? Tôi muốn. Kết quả? Mấy thí sinh khác vừa nghe nhóm chúng ta có kèn Suona thì từ chối hết. Chỉ còn lại mấy thí sinh không tìm được nhóm nào vào nhóm chúng ta. A Chuyết cậu. Nhạc cụ khác còn được, nhưng kèn Suona thì biên soạn nhạc thế nào? Đúng đó. Chỉ nghe thổi kèn Suona trong đám tang thôi. Thổi kèn Suona trên sân khấu chẳng phải là làm trò cười sao? Ekip chương trình làm khó người khác ghê. Mà nhóm chúng ta gì cũng không có. Có thần tiên giáng trần cũng không giúp được đấy.
Mấy vô cùng lớn và khí thí sinh giỏi ai mà muốn đứng chung sân khấu với Sona chứ, ai cũng né thôi. Được rồi, khó khăn lắm mới được đi được đến hôm nay, các cô cũng không muốn bị loại mà đúng không? Thay vì ở đây án trách, chi bằng tranh thủ thời gian luyện tập đi. Bỏ đi, chúng ta đi tập luyện thôi. A Chuyết, Mễ Lạc biểu hiện cũng bình thường trong nhóm trước, giờ còn rút được kẹn Suna thế này, tại sao cậu còn mời cô ấy vào nhóm? Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Cộng hưởng giọng hát là phần rất quan trọng trong thanh nhạc, vận dụng thích đáng có thêm bù cho phần âm sắc chưa đủ của bản thân. Tôi sẽ chọn một thí sinh làm mẫu cho các em, như thế sẽ giúp các em hiểu rõ hơn. Bạn Mễ Lạc, bạn thử phần điệp khúc bài hát chủ đề đi. Được ạ. Thả lỏng thôi, cứ làm theo những lý thuyết tôi vừa dạy, từ từ thôi. Phần... Sắp đến công diễn lần hai rồi mà trình độ ca hát thế này, em nghĩ mình có vào trong được không hả? Xin lỗi cô giáo. Được rồi, em ngồi xuống đi, tôi sẽ làm mẫu cho các em một lần. Sao ngữ âm của Mễ Lạc còn chưa được trọn vẹn vậy? Trình độ này sao cô ta qua vòng loại được vậy? Ai mà biết chứ, vừa chọn kẹt Suna, vừa bị vỡ giọng, lần này bị cô ta hại thê thảm rồi. Đừng nói nữa, cô giáo còn đang ở đây đấy. Sau khi luyện tập xong, Mễ Lạc, cô biết tại sao tôi giữ cô lại không? Tôi biết, xin lỗi đội trưởng, tôi thực sự đang cố gắng, nhưng tôi vẫn hát chưa tốt. Thực lực của cô không chỉ thế rồi đâu, so với việc nói lời xin lỗi thì tôi muốn thấy cô cố gắng hết sức hơn. Cho dù cô có cố gắng hết sức, tôi cũng không ổn thật đó. Tôi là người bình thường, chưa debut bao giờ. Trước đây tôi còn tưởng mình xuất sắc lắm, nhưng qua vòng loại nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp như thế, tôi mới phát hiện thực ra tôi chỉ là một người bình thường. Không có nhan sắc, không có vóc dáng, số phiếu thì thấp, chắc chắn vòng này sẽ bị loại thôi. Cô nói cô là người bình thường, vậy tại sao cô có thể vào vòng biểu diễn thứ hai? Cô nghĩ khán giả bị mù hay là giám khảo không chuyên nghiệp? À, không, không phải đâu. Đó là thực lực của cô khiến họ đưa ra lựa chọn. Nhớ kỹ, trước khi ngọc chưa được mài rũ thì nó cũng chỉ là một hòn đá bình thường. Chẳng lẽ cô không muốn biết cảm giác hòn đá phát sáng trước mặt mọi người sao? Huống hồ bốn dĩ cô là một viên kim cương mà. Phát sáng trước mặt mọi người. Đội trưởng nói đúng, mình thực sự không có thời gian để tự ti. Một lần không được thì trăm lần không được thì nghìn lần. Mình cũng muốn trở thành một người tỏa sáng. Hôm sau, các bạn đã luyện tập mấy kiến thức học hôm qua chưa? Có bạn thí sinh nào chủ động lên biểu diễn phần chính của bài hát chủ đề không? Em à? Được, thí sinh Mễ Lạc dũng cảm ráng khen. Sao hôm nay Mễ Lạc tích cực vậy, đột nhiên đổi tính à? Hôm qua mới ậm ĩ làm trò cười vậy mà, cô ta đúng là có trái tim vĩ đại. Có liên quan gì sao, cũng đâu phải chúng ta tự bêu xấu. Chuyện gì thế này? Lừa gạt đúng không? Này là Mễ Lạc hát à, chỗ này là giọng hát trời ban mà. Sao mọi người không nói gì vậy? Chẳng lẽ là không hài lòng? Tốt lắm Mễ Lạc, đây là giọng hát thuần khiết nhất, dễ dàng nhất tôi từng nghe. Hay lắm. Cảm ơn cô. Mễ Lạc cô giỏi quá, cô giáo cũng khen cô kìa. Thì ra là cô giấu nghề. Nếu không phải tình cờ nghe Mễ Lạc hát ở phòng công diễn một, mình cũng không biết cô gái tự tin này lại có một giọng hát đẹp như thế. Vấn đề vocal đã giải quyết xong, tiếp theo là giải quyết mi. Này, cậu nghe nói gì chưa? Mễ Lạc đó chính là cô gái rút trúng đàn Suna đó. Cô ấy hát cực kỳ hay luôn á. Tôi biết rồi, cô giáo có khen cô ấy mấy lần. Một hôm trước buổi công diễn hai. Mọi người đều ở đây sao? Vừa khéo ăn chung nhé. Có một fan đại gia biết trong trại tập huấn không có đồ ăn vặt với đồ ngọt nên đã lén gửi cho tôi đó. Ai mà gửi nhiều quá, mọi người ăn chung đi. Liên liên không hổ là thí sinh hot, fan lo cho cô ghê.
Nhớ bị ekip chương trình phát hiện chắc chắn sẽ bê bình tôi đấy. Nên mọi người giúp tôi nha. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt hết số đồ ngọt này nhé. Đúng rồi, ở đây còn có một ít nước uống mát lạnh. Vậy chúng tôi cũng khách sáo nữa. Mấy cô ăn đi, tôi mang mấy nhóm khác một tí. Tôi mang qua mấy nhóm khác một ít. Bye bye. Nửa tiếng sau, đội trưởng, tôi chóng mặt quá. Mễ Lạc, đi, cổng cô ấy đến phòng y tế nào. Chắc lại bị ngộ độc thực phẩm rồi, có phải cô ấy đã ăn đồ hư gì không? Chắc không phải là số thức ăn vừa rồi liên liên cho chúng ta bị hư đấy chứ. Đừng quá đáng như vậy, sao người khác cũng ăn mà không sao, chỉ mình Mễ Lạc bị đau. Liên liên người ta cũng có lòng tốt chia đồ ăn cho chúng ta thôi mà, chẳng lẽ định khai cô ấy ra. Tính sau đây, mai là công diễn 2 rồi, Mễ Lạc bị bệnh thế này nhớ ảnh hưởng phát huy. Chuyện đến nước này chỉ còn cách xin ekip chương trình giờ lại thứ tự biểu diễn để nhóm mình diễn cuối thôi. Cha, cậu gánh vị trí vocal trước được không? Bài này tôi rành lắm, tôi luôn ở cạnh lúc Mễ Lạc tập luyện mà, tôi sẽ cố gắng thử. Hôm diễn công diễn hai. Bạch Liên Liên. Phần trình diễn của nhóm thứ 9 thực sự là rất mới mẻ, phần điệp khúc đã khống chế vocal rất tốt. Nhưng phần vũ đạo chưa đủ lắm, điểm số cuối cùng của ban giám khảo là 8.9 điểm. Cảm ơn ban giám khảo. Tiếp theo chúng tôi mời nhóm cuối cùng ra sân. Đội trưởng, Cừ Khô nổi tiếng trên mạng và các đồng đội của cô ấy. Thật đáng tiếc, e đẹp vocal của nhóm Cừ Khô không thể hát nữa rồi. Với trung tâm của ban nhạc, người gánh phần vocal thí sinh Mễ Lạc. Cái gì? Sao có thể? Suna cộng nhạc điện tử, phong cách bài hát này vừa đặc biệt lại vừa ma mị. Suna mà cũng cháy lên được, làm hùng tráng nhạc dân tộc chúng ta. Chị Triết, Y Vũ, nhóm này tuyệt quá, chị A Triết cố lên. Đúng là một phần biểu diễn đặc sắc. Câu hỏi khó, Suna chúng ta đưa ra lại được họ vận dụng triệt để. Hạng nhất đang hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng nhóm A Triết đã giành được hạng nhất. Còn nhóm của Liên Liên chỉ được hạng 5, tất cả thành viên phải vào khu vực loại. Sao mày có thể thua chứ? Rõ ràng mình đã chuẩn bị kỹ càng lắm mà. Là cô làm đúng không? À chứ, sao cô lại đến đây? Đừng giả vờ nữa, cô đã bỏ độc trong thức ăn cô mang qua cho chúng tôi, cố tình để Mễ Lạc ăn nó để nhóm chúng tôi thua cuộc. À chứ, cô đừng nói bậy, cô chụp cho tôi tội bỏ độc nặng nề thế, tôi rửa không sạch tội đâu. Huống hồ lúc đó nhiều người ăn mà sao mọi người đều không sao? Là vì cà phê. Cô biết vô cùng Mễ Lạc rất chú ý giữ giọng, mà uống nhiều cà phê sẽ làm dây thanh quản mất nước, nên chắc chắn cô ấy sẽ tránh xa nó. Tôi uống cái này được rồi. Cô bỏ độc trong đồ ăn, rồi bỏ thuốc giải trong cà phê. Những người khác uống cà phê vào thì giải độc được, nhưng Mễ Lạc hát chính không uống nên đã trúng độc. Còn độc cô bỏ, tôi đoán là cô đã bỏ vào trong túi trà để mang theo cùng với hành lý của mình. Lượng aconitum được cực nhỏ, như thế vừa không bị người khác chú ý, vừa bị tiện hành động. Nhưng tôi đã cho Mễ Lạc uống rất nhiều canh đậu xanh và cam thảo nên đã giải độc rồi. Bên ngoài phòng y tế. Đừng hỏi chuyện khác, anh có thể nhanh chóng mang đậu xanh với cam thảo đến cho tôi được không? Đừng để người khác thấy. Chị ao chuyết. Đậu xanh với cam thảo cả thành phố đây ạ, cả thành phố bên cạnh cũng được xếp tống, mua hết rồi nhưng đang đường tới thôi. Đủ rồi, trừ chuyện này cô còn cố tình lách kẽ hở của chương trình, lợi dụng chúng tôi không dám phản ánh với ekip chương trình để chúng tôi phải ngậm bồ hòn này chịu trận. Để tôi đoán xem, vào công diễn một lần trước, phần biên đạo của nhóm A2 bị lộ ra là do cô giở trò đúng không? Nói đi, rốt cuộc tại sao cô lại làm thế? Làm A Chiếc đó bị loại. Nếu tôi làm được thì tôi sẽ có ích lợi gì? Ích lợi thì nhiều, nhưng cô phải có mạng để lấy đã. Nếu thất bại thì coi chừng cái mạng cô đó. Là tôi làm đó thì sao? Dù sao cô cũng không có bằng chứng.
Một thực tập sinh bị đau bụng là rất bình thường. Cô không có chứng cứ thì đừng vu oan cho tôi. Đúng là tôi không có chứng cứ, nhưng đối phó kẻ ác như cô tôi thấy cũng không cần chứng cứ. Cô nói xem. Cô muốn làm gì? Ở đây có camera đó. Xin lỗi, hình như hôm nay mạng có chút vấn đề, camera ở đây tạm thời dừng hoạt động rồi. Chuyện cô A quyết đã sao thì mình nhất định phải làm được. Dù sao cô cũng không có chứng cứ chứng minh là cô đánh tôi mà. Là tôi đánh cô mà. Người ta bất cẩn té ngã cũng bình thường mà đúng không? Cô đừng qua đây. Công diễn hay kết thúc hoàn hảo cùng với tin tức nhóm trưởng nhóm chính. Bạch Liên Liên té ngã bị sưng mặt, bị đưa đến bệnh viện gấp. Hôm sau ekip chương trình đánh úp thông báo gọi mọi người tập hợp lúc sáng sớm, 5 giờ sáng. Mới sáng sớm đã bảo chúng ta tập hợp, mấy nhân viên lại không chịu tiết lộ là chuyện gì. Không khí u ám thế này không phải ekip chương trình cố tình chuẩn bị gì đó hù dọa cho người ta đấy chứ. Đúng đó, vòng sợ rương trước đó, tôi cũng bị hù hết hồn đó. Ekip chương trình nhiều trò lắm, không phải lần này muốn tăng lượt xem chương trình nên lại sở trò gì nữa chứ. Tên này tên tên. Chào đón các khách mời nhí của chúng ta nào. Bé cưng. Chuyện này là sao vậy? Sao Tống Tri Hành lại đưa bé cưng đến đây? Đây là tiền cọc. Nếu đạo diễn có thể sắp xếp cho cháu tôi tham gia chương trình thì sẽ có thêm một khoản tiền nữa. Sứ giả thay thế Tống Hiểu. Sắp xếp mà là tức sắp xếp. Sếp Tổng mà sếp Tống. Sếp Tống mà sếp Tống. Tôi chỉ giúp anh được đến đây thôi đấy. Điều kiện để trở thành nghệ sĩ rất khó khăn, trừ ca hát dây múa thì mọi người còn phải kiên nhẫn, tỉ mỉ và có nể thể lực. Nên ekip chương trình cố ý chuẩn bị vòng này tên là bé cưng đạp gió, lướt sóng. Các thí sinh tham gia phải tìm được một khách mời nhí chỉ vào nhóm bạn và từ 5 tới 6 giờ sáng trong một tuần tiếp theo phải giúp các bé qua trạm gác. Người chiến thắng mỗi trạm gác sẽ nhận được 10.000 phiếu thưởng. Ngoài ra sau khi video này tập này phát sóng, chúng tôi còn bỏ phiếu trên mạng, người nào được yêu thích nhất sẽ được thêm 50.000 phiếu. Chơi trò chơi với các bé, này là thế mạnh của mình rồi. Nhưng tôi không rành xử trẻ lắm, bé đó trông có vẻ ngoan, hay là chơi chung nhóm với bé đó nhé. Thời gian giới hạn 3 phút, mọi người có thể đi tìm cộng tác viên nhí của mình. Bạn nhỏ vào nhóm chị được không? Em gái dễ thương ơi. Em trai, em tên gì, vào nhóm chị được không? Chị cho em kẹo nhé. Em thích ăn gì, chị mua cho em nhé. Đến rồi. Ôi da. Bé ơi, em không sao chứ? Cảm ơn chị. Bé dễ thương quá. Dễ thương thì dễ thương, nhưng còn nhỏ quá, đi làm nhiệm vụ sẽ cực lắm. Cũng phải. Bé ơi, em tên gì? Em tên là Lâm Tiểu Hiên. Tiểu Hiên, thực ra các chị rất thích em. Chị xinh đẹp ơi, chị nói thật sao? Nhưng không chị nào muốn chung nhóm với em cả. Sao lại thế chứ? Các chị chưa đến hỏi em thôi. Ví dụ như bạn Lâm Tiểu Hiên ơi, em có muốn chung nhóm với chị không? Em đồng ý hả? Mệt không? Chị bế em được không? Được ạ. Sắp đặt kế hoạch vô cùng chặt chẽ để trà trộn vào đây để mà một thằng nhóc cướp mất vợ. Không được, ít nhất cũng phải nghĩ cách đến gần A Chuyết. Em gái chung nhóm với chị được không? Được ạ. Em chọn chị ấy. Ơ kìa. Kết quả mọi người đều đã chọn xong nhóm rồi đúng không? Trong vòng một tuần tới không được thay đổi. Thời gian đó là lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng. Chị bế em nhé. Nhóc con này ốm yếu như thế, tại sao cô ấy lại chọn chung nhóm với nó, còn ôm vào lòng như bảo bối? Đó là vị trí của riêng của mình. Thằng nhóc này chắc chắn là nó cố ý. Sau khi giải tán phòng nghỉ của khách mời, phòng ghi hình âm chương trình hôm nay đến đây thôi. Các vị giám hộ có thể dẫn khách mời nhí của mình đi nghỉ. Bé Cường, chúng ta đi thôi. Cậu đưa tôi đi sớm quá, tôi còn chưa kịp dạy dỗ thằng nhóc đó đây. Tôi đi giúp anh thôi. Lúc đó cũng đã 5 giờ 50 rồi. Tôi không bảo dừng gấp, nhớ anh biến hình trước mặt mọi người. Đấy, đó anh xem. May là tôi khống chế thời gian chuẩn xác đấy.
Tống Tri Hành. Anh định ngủ à? Bé Cưng đâu rồi? Đang ở trong. Tại sao tự nhiên lại đưa bé Cưng đến tham gia chương trình? Vì tôi muốn gặp cô. Vậy cũng không thể để bé Cưng tiếp xúc máy quay sớm như vậy. Trẻ con mà không ăn ngủ đủ sẽ hại thân thể lắm. Nhân lúc chương trình chưa quay, mau đưa bé Cưng về đi. Sao anh không nói gì vậy? E là không được rồi, bé Cưng bướng bỉnh lắm. Đã muốn làm là phải làm. Thật ra chẳng qua bé Cưng nhớ cô quá thôi. Nếu cô thật lòng thương bé thì hãy ở cạnh bé nhiều hơn. Ví dụ như chung giống với bé. Bé Cưng, tôi đi gặp bé. Tôi đi thăm bé. Bé Cưng ngủ rồi, đừng làm phiền nó. Nếu cô không muốn về sớm quá, chị bạn ở lại đây đêm nay đi. Nghĩ cái gì đấy? Ở đây khắp nơi đều có camera đấy. Đã là đâu? Được rồi, tôi không thể biến mất lâu quá, về trước đây. Mình biết nghe, chỉ cần tán tỉnh cô ấy là sẽ biến mất nhanh lắm mà. Xem ra mình phải cố gắng hơn nữa. Cơm chó nghẹn họng. Tuy thời gian quay chính thức là sáng sớm, nhưng ekip chương trình sẽ quay cảnh tương tác của thí sinh và cách mời nhí để làm hậu trường cho chương trình. Mọi người không muốn lỡ thời gian được lên ống kính để bắt cầu tương tác với các khách mời nhí. Tiểu Hiên, chị Ao Tuyết. Cuối cùng chị cũng đến rồi, em chờ chị lâu lắm đấy. Thật sao? Vậy chị sẽ dẫn em đi chơi nghe được không? Được á. Tiểu Hiên thích chơi cái gì? Chỉ cần là chơi với chị thì chơi gì em cũng thích. Ngoan thật. Em ra ngoài chơi với chị A Triết, anh không cần theo em đâu. Vâng. Vệ sĩ. Hôm qua sau khi giải tán cũng là anh ta đưa Tiểu Hiên đi. Tiểu Hiên, bố mẹ em không đến sao? Bố mẹ em bận, thường xuyên không ở về nhà, chỉ bảo cô ở với em thôi. Nhưng cô cũng có nhiều chuyện phải làm lắm, nên em đành phải đọc sách chỉ đàn một mình. Nhưng giờ em có chị A Triết rồi, em không còn cô đơn nữa rồi. Ngoan quá, dễ thương quá. Vậy hôm nay chị A Triết sẽ đi chơi với em. Dù Tiểu Hiên muốn chơi gì chị cũng đưa em đi được không? Được à, được à. Chị A Triết là tốt nhất. Tống Tri Hành. Muốn ra ngoài sau, đi chung đi. Sao anh lại ở đây? Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo là thằng nhóc đáng ghét, hôm qua định giành chị A Chiếc với mình. Tiểu Bảo không muốn ra ngoài, Lữ Trà Trà đi với bé rồi. Đương nhiên cô ấy có gặp được bé Cưng không lại là một chuyện khác. Cũng trong lúc này ở phòng bé Cưng. Cho hỏi, cậu Tiểu Bảo chưa dậy à? Xin cô hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng giờ đã là 11 giờ rồi. Chị A Chuyết, có phải chị muốn chung nhóm với Tiểu Bảo hơn không ạ? Điều tại em quá thích chị, không làm rõ chuyện nói chung nhóm với chị. Sao có thể chứ? Tiểu Hiên đừng nghĩ nhiều, là chị chủ động muốn chung nhóm với em mà. Nhưng anh Tiểu Bảo không chịu ra khỏi phòng luôn. Có phải anh ấy hiểu lầm em cướp mất chị A Chuyết nên mới giận em không ạ? Tiểu Bảo không giận đâu, chỉ là chị khác, có sắp xếp khác thôi. Tiểu Hiên không cần lo lắng đâu. Anh Tiểu Bảo thích chị khác như anh vậy sao? Không giống em, từ đầu đến cuối chỉ thích một mình chị A Triết thôi. Mùi trà xanh. Được rồi, Tiểu Hiên, chị dẫn em đi chơi. Được à, chị A Triết bế em à? Bế thì mà bế chứ, tự đi đi. Trẻ con thiếu vận động thì thể lực sẽ kém đi đó. Xin lỗi chú, cháu không nên phiền chị A Triết à. Tuy hơi đau chân nhưng cháu của chú cũng được à. Chú sở trò trà xanh với mình, tiếc là tôi chưa bao giờ trúng chiêu này. Chân đâu chắc chắn là do thiếu canxi rồi. Bạn nhỏ bớt uống trà xanh bổ não chứ không là không cao được đấy. Cháu nhớ rồi à? Thằng ranh này, sợ đến thế. Tống Tri Hành. Tiểu Hiên còn nhỏ, anh dọa nó làm gì? Tôi có ý tốt nhắc nhở thôi mà. Ý tốt chỗ nào? Anh nói chuyện với trẻ con thì chú ý chút chứ. Khiêu khích đi, sáng còn biết nó mù mồ như vậy không giống trẻ con gì hết. Nói chung là anh còn bắt nạt Tiểu Hiên thì đừng đi chung với chúng tôi nữa.
xem ra mình cũng phải học tập ngôn ngữ trà xanh thôi. Để bảo mật nội dung tập này, ekip chương trình đã trực tiếp thuê một trung tâm thương mại để các thí sinh và khách mời nhí sử dụng. Tiểu Hiên, xem có muốn chơi gì không? Vâng ạ. Còn anh, cũng đâu phải chung nhóm, sao anh cứ theo chúng tôi quay show vậy? Nhóm hậu kỳ sẽ xử lý, không cần lo lắng. Tại sao chú này cứ muốn dịnh chị A Triết với mình? Rõ ràng chị A Triết nên chú ý đến mình mới phải. Chị A Triết, chị đổ mồ hôi rồi để em lau giúp chị nhé. Cảm ơn Tiểu Hiên, em tỉ mỉ quá. Không có gì, tiếc à, em còn nhỏ chỉ có thể đau mồ hôi giúp chị thôi. Nếu em cao như chú Tống, chắc chắn sẽ tỉ mỉ hơn chú ấy. Em sẽ không để chị mổ mồ hôi đâu. Đành con, nói mình không chu đó. Em nói câu này là nhắc nhở anh đấy. Đúng là anh phải tận tâm với cô ấy hơn. Em còn nhỏ đừng làm những việc vô ích nữa. Không hiểu gì hết. Thật khó chơi. Chị A Chí có khác không mà? Em có mang theo nước lạnh giải khát. Khác rồi à? Tôi có mời thợ pha chế chuyên nghiệp đến. Còn đang quay đó. À, mau bỏ người của anh rời đi. Chị ơi, chúng ta qua đó chơi đi. Tiệm đồ ngọt, đùa dai. Mấy thứ này có thể phối theo khẩu vị của mình. Chuyên khu đùa dai, đậu thơm sốt chua ngọt, mù tạt đậu hũ thối. Tiểu Hiên, thi đấu nào, xem thử ai trong chúng ta sẽ làm được món đồ ngọt ngon nhất. Được ạ. Chắc chắn nhóc con này sẽ lại thừa cơ nịnh bợ A Chuyết, mình không thể thua. Thêm một lát trái dâu nữa, hình như cô ấy rất thích nó. Chú ơi, thử món ngọt của cháu đi. Gọi anh. Cho anh sao? Vâng. Được, anh thử xem. Em là đầu bếp thì nên để em thử miếng đầu tiên. Biết ngay là nhóc con này không tốt bụng gì mà. Mình bóng một tạng nhiều quá rồi. Tiểu Hiên, em sao vậy? Món ngọt này, món ngọt có vấn đề sao? Khoan đã. Người nào đó không thể ăn cay. Chết tại chỗ. Tống Trí Hành. Ăn chút chocolate cho dịu lại đi. Khiến nước nóng, kẹo và chocolate có thể hóa giải được chất capsaicin trong ớt ăn vào là có tác dụng giảm cay. Được, đụng vào đầu ngón tay rồi. Trước đây mình luôn bài xích những thứ ngọt ngấy, nhưng đến giờ mới phát hiện mùi vị cũng được. Chị A Chuy không cần lo lắng. Em không sao, em chỉ bị sặc thôi. Không sao là được rồi. Đỡ hơn chưa, có muốn ăn chút gì nữa không? Được. Chị tốt với em thật, em thích chị A Chuy nhất. Chị cũng thích Tiểu Hiên nhất. Thật à? Vậy chờ em lớn, chị A Chuyết kết hôn với em được không? Kết hôn? Nhóc con này còn dám được vô đầu tiên. Chuyện này... Trước đó mình cầu hôn A Chuyết không đồng ý mà còn tức giận. Nhóc này sao có thể được như ý chứ? Đúng là mơ ước hảo huyền. Được chứ? Thiệt quá, em muốn chơi chung với chị A Chuyết. Tại sao cô từ chối tôi mà lại đồng ý với nó? Trẻ con mà phải dỗ dành chứ. Chocolate trong miệng muốn nhiên đắng ghét. Nhóc đáng ghét, trộm ghi hình chính thức, xem tôi xử nhóc thế nào. 5 giờ sáng hôm sau. Buồn ngủ quá, quay từ 5 giờ sáng thật luôn. Mấy khách mời nhí không buồn ngủ sao? Người lớn chúng ta còn chịu không nổi, đừng nói chỉ bọn nhỏ. Quay một tiếng dỗ trẻ hết 20 phút, dù quay xong tôi cũng cảm thấy hiệu quả không tốt đâu. Các chị ơi! Ha ha ha, vâng chơi chung đi, chào chị. Các khách mời nhí tràn đầy sức sống về kiếp chương trình tỉ mỉ lựa chọn. Chị A Quyết, 8 tiếng 35 phút 2 giây, 21 giây không gặp rồi, em nhớ chị chết đi được. Tiểu Hiên, em khoa trương quá đấy. Tiểu Bảo, khi đau này dùng để phòng thân. Mẹ em nói trẻ con ở bên ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Cứu tôi với, tại sao Tiểu Bảo sống bản thu nhỏ của sếp Tống vậy? Không phải là con ruột đấy chứ.
Ha, everybody, mọi người thấy đường đua chung quanh chưa? Ác hẳn cũng có người đoán ra rồi đúng không? Đúng thế, hôm nay ekip chương trình đã chuẩn bị một trò chơi hiệp lực kinh điển cho mọi người, trò chạy vượt chướng ngại vật. Các thí sinh tham gia chương trình và các khách mời nhí, mỗi người nắm một đầu dây vượt qua 10 chướng ngại vật chạy về điểm đích. Nếu giữa đường nằm ngã chướng ngại vật thì phải trở về điểm khởi hành làm lại. Nghe có vẻ không khó lắm. Nhưng muốn trở thành một ca sĩ thì lượng hô hấp rất quan trọng. Thế nên sau chướng ngại vật cuối cùng, các thí sinh phải hát xong ca khúc mà khách mời nhí chỉ định mà còn không được bể giọng, hụt hơi sai lời, như thế mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có nghĩa là sau khi vận động mạnh còn phải hát xong thì mới thắng. Không chỉ là thi đối đầu giữa các nhóm mà còn phải khắc phục bản thân. Chị A Triết ơi, nếu chúng ta thành được hạng nhất, chờ khi chương trình kết thúc em với chị hẹn heo đi biển được không ạ? Được chứ, thế Tiểu Hiền phải cố gắng lên nhé. Nhóm thứ nhất vào vị trí. Chuẩn bị. Tranh con, chỉ có tôi mới được hẹn họ với A Triết thôi. Tôi nhất định sẽ thắng. Bắt đầu. Thí sinh A Triết nhẹ nhàng vượt qua chướng ngại vật, động tác nhanh gọn lưu loát, thí sinh khác phải cố gắng lên nhé. Từ từ thôi, sếp tổng nhỏ. Tính sai rồi. Nhóm của A Triết sắp vượt qua chướng ngại vật cuối cùng rồi, hay quá, xem ra quán quân hôm nay sắp xuất hiện rồi. Hai con hổ. Chỉ cần chị A Triết hát xong thì mình giành hạng nhất rồi. Nhạc thiếu nhi, mình chưa nghe bài này bao giờ. Tại sao chị không hát? Rõ ràng bài này rất đơn giản mà. Đó là dành hết mọi ánh nhìn. Tiểu Hiên, xin lỗi em, tại chị chuẩn bị không chu toàn nên mới thua. Không sao đâu, chị ao chuyết, an trọng là đã tham gia. Nếu chị thật sự để ý thì cứ xem như em thắng rồi đi. Chúng ta có thể trực tiếp hẹn hò với nhỏ biển. Ha ha, được, chị hứa rồi nhé, không được nói với chị con đâu đó. Rõ ràng là mình thắng mà, sao ai chứ lại hẹn hò với con ranh đó. Với ranh con đó. Tiểu Bảo, cười một cái trước máy quay nào. Sao mình thấy lạnh quá. 5 giờ sáng hôm sau, bé con vừa sóng nước gió bát 2 sắp sửa bắt đầu. Còn qua hôm qua, tin rằng mọi người đều đã quen thuộc với những vòng thi kịch liệt căng thẳng rồi phải không? Để mọi người được thả lỏng, ekip chương trình đã cố ý sửa đổi quy tắc cuộc thi. Mời mọi người nhìn về màn hình lớn. Sau khi kết thúc cuộc thi, chúng tôi đã thu thập danh sách người mà khách mời nhí muốn gặp nhất. Các bạn nhỏ, ngoại trừ bố mẹ thì các bạn thích nhất ai trên đời? Em thích bé bọt biển. Gấu trúc ạ, nó rất buồn cười. Ultraman, đánh bay quái vật. Mẹ, đúng rồi, không được nói mẹ. A Triết, nhiệm vụ hôm nay của các bạn chính là hóa thân thành người mà đồng đội nhí của các bạn thích nhất và nói chuyện với em ấy. Chú ý không được để các khách mời nhí phát hiện ra thân phận thật sự của các bạn đấy.